Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cận Tết Giáp Thìn 2024 này, tại các trường đã tổ chức cho học sinh nhiều hoạt động ngoại khóa liên quan tới ngày Tết, qua đó giúp cho các em hiểu thêm ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ngay từ sáng sớm, trên sân trường Trung học cơ sở Trần Cao, không khí Tết đã ngập tràn. Lần đầu tiên trong đời, các em học sinh trong trường đã cùng nhau gói bánh chưng xanh, sắp mâm ngũ quả. Ngoài ra, các em còn được chơi các trò chơi dân gian xưa. Con được tự tay mình rửa lá, ngâm gạo, ngâm đỗ để gói bánh chưng ạ. Con giúp con biết về truyền thống phong tục của Việt Nam. Em cảm thấy rất là vui và rất hào hứng tại vì được tham gia một hoạt động rất là ý nghĩa, biết được các bảy mâm ngũ quả, biết được cách gói bánh chưng. Vì thế thì em đã được rất nhiều bài học, em có thể giúp được bố mẹ chuẩn bị những công việc chuẩn bị ngày Tết ạ. Chương trình Xuân gắn kết Tết yêu thương của trường Trung học cơ sở Trần Cao là một hoạt động trải nghiệm nằm trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Phụ huynh hưởng ứng rất nhiệt tình, các con cũng rất là háo hức, chuẩn bị từ rất là lâu rồi nhằm giúp các con hiểu hơn về ý nghĩa truyền thống, đặc biệt là nó gắn kết với các cái hoạt động trong học tập, các bài học, các nội dung trong học tập, ví dụ như là trong những tác phẩm văn học, trong chuyện dân gian. Không chỉ ở khối trung học cơ sở, tại trường mầm non thị trấn Trần Cao, không khí Tết cũng rộn ràng và được đưa vào trong giờ học ngoại khóa. Những em bé mới chỉ 4-5 tuổi đã cùng bố mẹ và thầy cô gói bánh chưng, làm những cành mai cành đào thủ công, đố vui những câu hỏi về ngày Tết. Trong thời gian tới thì nhà trường cũng tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức cho các con như là các cái chuyên đề STEAM này, kế hoạch tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm như là ngày 8 tháng 3 này, ngày Tết thiếu nhi này, làm quen với tiếng Anh này, bảo vệ môi trường và lao động vào chiều thứ 6 để giáo dục cho các con cái kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày. Ngành giáo dục chỉ đạo các nhà trường tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Thế và các trường hiện nay thì rất sáng tạo trong việc tổ chức, đặc biệt là các nhà tài trợ cũng như là ban cha mẹ học sinh thì cũng tham gia vào việc tổ chức các cái hoạt động này. Hoạt động Tết Sum Vầy Xuân Yêu Thương là kỷ niệm đẹp giúp các em học sinh trên địa bàn huyện Phù Cử hiểu thêm về những giá trị truyền thống dân tộc, từ đó thắp lên trong các em một tình yêu quê hương đất nước.